Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Mỹ Thuật Việt. Hôm nay mình làm với cái video này giới thiệu về họa phẩm để cho tất cả các bạn mà ở xa trung tâm mà không tìm mua được thì sẽ thuận lợi trong cái quá trình để mua họa phẩm để học tập. Thì như lời hứa lần trước ấy, thì là mình có hứa với mọi người là mình sẽ bán họa phẩm. Nhưng mà đến thời điểm này thực chất là mình gửi lời xin lỗi bởi vì là mình không có thời gian để bán được. Tại vì cũng càng ngày công việc càng nhiều càng bận, số lượng anh em học viên đăng ký thì càng ngày càng đông, với lại mình phải biên soạn video hàng ngày nữa để gửi vào cái nhóm hỗ trợ riêng, cho nên là rất là bận, sẽ không có thời gian để nghe điện thoại với lại viết phiếu rồi xuất hàng rồi nhiều thứ lắm. Nếu mà bán thì họa phẩm thì thực chất là mình để hỗ trợ mọi người thôi, nhưng mà lãi lời thì không được bao nhiêu, chỉ là đủ tiền điện thoại thôi, nhưng mà thực ra là rất là mất thời gian đấy. Thì mình sợ là thời gian ấy ảnh hưởng nhiều đến công việc của mình hiện tại, thì mọi người hết sức thông cảm. Thì bây giờ mình sẽ chính thức là mình đi và giới thiệu từng phần một. Thì mình không bán, nhưng mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái nơi mà mình mua ấy. Có hai nơi chính ở ngoài Hà Nội này, người ta đã ship hàng, thì các bạn sẽ liên hệ cụ thể. Mình số điện thoại mình để trên màn hình đây, thì mọi người sẽ có hai nơi mua, thì các bạn gọi điện liên hệ và cảm thấy nơi nào mà phù hợp, mà ship hàng tốt, mà giá cả phù hợp hơn thì các bạn mua. Đấy, thì các cái dụng cụ mà mình hay vẽ và cũng là mua cho các anh em học viên ở xưởng cái bộ đầy đủ, thì thường mình sẽ mua một bộ cán cán xanh này 12 cây đủ bộ. Thường thường một số người ta mua bộ nhỏ thì 6 cây, còn đây là một bộ bộ đủ thì 12 cây. Đấy, thì không không bàn cái chuyện là nhỏ hay to thì tùy các bạn. Có cả bộ nhỏ 6 cây thì chia đưa đôi cái này ra, nhưng mình khuyên là mua cả bộ là 12 cây. Giá thì mình sẽ không không nói được, tại vì giá của mình mua sẽ khác giá của mọi người mua sẽ giá khác, tại vì mình mua số lượng số buôn mỗi lần 40-50 triệu thì không thể so sánh được. Đấy, thì bay thì mình cũng mua cho các anh em ở xưởng là ba cái bay này. Thì có thể các bạn thay cái bay này vào cái bay cái dòng này nhé. Cái dòng này là loại bay nó mắc tiền hơn một chút, thì cái này rẻ tiền hơn. Đây là số 1 và số 8, thì mình hay hay mua cho mọi người để dùng, số 8 hoặc số 10 được. Thì cái này thì các bạn xem qua để biết những cái đồ để mua thôi, còn nhà các bạn mà ở chỗ nào mà có gần cửa hàng ấy thì nên đến các cái chỗ bán ấy trực tiếp mà mình mua mình chọn thì ok. Nhưng mà các bạn mua online thì các bạn phải vào trang web của mình sẽ để link ở bên bên dưới cái phần mô tả và phần comment bình luận đấy, có hai cái link ở đấy. Thì các bạn vào đấy thì mình sẽ để các cái hình ảnh này này, tại vì các bạn mua online thì các bạn không thể nhớ được hết những cái này để nói đâu. Các bạn mua online các bạn phải lấy cái hình ảnh đấy, bây giờ ai cũng có điện thoại smartphone rồi, thì đào cái hình ảnh đấy về. Đào hình ảnh là mình chụp mà đây này, như đây là mình chụp cái màu này. Đấy, quay check một tí cho mọi người xem. Chụp màu này, bao gồm những màu gì chụp vào. Xong mình đưa vào cái đấy, cả bút nữa. Chụp vào. Cả bút là như mua những cái gì. Đấy, thì màu bút thì chụp vào, xong mình các bạn đào về. Đào về máy xong là liên hệ Zalo với bên người bán ấy, người ta dùng Zalo hoặc Facebook hết mà. Thì bảo là bán cho tôi hay là bán cho em cái bộ màu giống như này, bộ bút giống như thế này cho nó dễ. Còn các bạn nào mà ở gần các cái cửa hàng rồi thì các bạn tham khảo thì để mua theo giống như cái bộ này để dùng cho tiện, tại vì mình đôi khi mình mới học mình không biết mua những thứ gì để học đấy. Thì đến các bạn mà gần cửa hàng thì các bạn đến tận nơi các bạn mua, các bạn tham khảo thì dễ. Còn không, các bạn mà mua online thì bắt buộc các bạn phải lấy cái ảnh này đào về máy xong là gửi cho bên các cửa hàng, hai cửa hàng mình giới thiệu đấy, thì bảo là bán cho đúng cái bộ như như vậy. Thì bên Mỹ Thuật Việt giới thiệu, cứ nói bên Mỹ Thuật Việt giới thiệu là người ta sẽ không dám bán giá cao cho các bạn đâu, bán đúng giá thị trường đó. Thì đấy là một cái lợi thế. Thì đây là bộ bút cán xanh, đối với những người mà gần cửa hàng thì mình giới thiệu đây bộ cán xanh, giá tùy từng nơi nhá. Bay thì có các số đây, các bay các loại này thì từ số 1 đến số 12 và mình không nhớ đâu, nhưng mà có nhiều số ở đây, các bạn cứ đọc số, đây là số 1, đây là số 8. Càng số to thì bay càng to. Đó, thì sau này các bạn cứ vào trong cái trang của mình ấy. Biên soạn xong một video rồi.
Đây mình đang biên soạn video để gửi vào trong nhóm này. Trong nhóm hỗ trợ anh em bên học viên bên tại xưởng, với lại chính là những video mình gửi cho các bạn mua học online. Đấy thì về về bay thì các bạn tùy theo như mình mua là hay, nếu mà thường hay mua cho các anh em ở xưởng thì là số 1 và đến số 4. Số 1, số 4 và đến số 8 hoặc số 10. Đây là số 8, có thể mua số 10 được. Số 10 thì để ra ngoài tường, mình đắp vé ngoài tường thì nó to hơn một chút thì nó thuận lợi. Còn cái này thì đối với vé ở cái vải toan, vé tranh vải toan thì nó vừa. Đấy thì về bay thì còn cái về cái banh xô này thì các bạn đừng mua nhá. Mình sẽ chụp ảnh nhưng mình bỏ cái banh xô này đi. Cái banh xô này trong hội họa gọi là banh xô, nhưng mà bởi đối với bên ngoài anh em thợ sơn gọi là chổi quét sơn. Thực ra banh xô thì chuẩn ngôn ngữ của nó là banh xô ở nước ngoài, nhưng mà banh xô người ta làm tốt lắm để phục vụ cho vẽ chứ không phải làm điêu như này. Đây là chổi quét sơn thôi nhưng mà vẫn gọi là banh xô. Thì cái này mình sẽ không chụp hình, hoặc là vẫn cứ chụp vào nha, hoặc là thôi không chụp đi để người ta đỡ phải ship cái này, nó mất công nha. Thì mua ở đâu cũng có, cái này ở đâu cũng có. Bỏ cái này đi. Bút tỉa thì đây có 5 cây mình hay dùng và cũng chính xác là mua cho anh em ở đây, anh em học ở xưởng là 5 cây này để chụp hình ảnh. Chỉ cần có cái hình ảnh này đưa cho người ta là người ta biết 5 cây. Đây là bộ bút đại 4 cây. Bộ bút đại này thì thường giá là mắc hơn cái bộ này nhá, giá cao hơn này một chút, 1-2 chục, 2-3 chục rồi đấy, giá cao hơn. Giá thì mình không nói được tại vì nó còn thay đổi theo thời gian với cả tùy từng thời điểm, với lại quan trọng là do cửa hàng nữa. Nhưng mà không bán giá cao cho các bạn đâu. Đấy thì là về về bút và bay chính là mình hay dùng những loại đó. Thế còn màu thì cũng phải đây, phải có cái hình ảnh như này các bạn đưa, chứ không nhiều khi không nhìn màu đây nó có thể không, các bạn không đọc được số. Thì kể cả các bạn mua mà tới tận cửa hàng thì các bạn cũng cần phải lấy những cái ảnh này để đưa người ta xem, người ta đọc mã này, nó có mã màu, nó có mã màu thì nó chính xác. Tại vì có nhiều màu lắm, màu này tính ra nếu mà đủ hết các màu ở trên thị trường bây giờ nó phải tầm, mình không rõ đâu, nhưng mà nó phải tầm 40-50 màu khác nhau để cho họa sĩ đỡ phải pha màu. Nhưng mà đối với mình không cần thiết nhiều như vậy, mình chỉ lấy những màu chính thôi. Nó chỉ tầm mười mấy màu, 14 màu, 15 màu, cả màu trắng. Thì như vậy là nhiều rồi. Còn các bạn nào mà muốn học sâu mà muốn giỏi ấy, thì chỉ cần 3 màu chính thôi. Đây thì mình sẽ lấy 3 màu chính giới thiệu cho các bạn. Có màu này là một này, màu đỏ này, màu xanh, màu xanh da trời. Đại khái là cái màu xanh da trời thì ở đây không có, ở ngoài kia thôi, mình không muốn đứng dậy lấy. Màu xanh da trời nó nhạt hơn màu này. Đây chính là cái màu này này. Màu này mã số của nó là 036. Đấy, không biết chéo chéo này các bạn nhìn thấy không? Đây là màu xanh da trời 036. Thì nếu mà pha màu chuẩn, kể cả cái máy in này cũng vậy này. Người ta chỉ có 3 màu thôi, màu đen, màu trắng không tính. Chỉ có 3 màu này. Màu xanh 036 này là xanh da trời, xanh coban cũng là nó. Và hai màu này thì pha được ra tất cả triệu triệu màu. Đấy, nếu mà các bạn muốn giỏi, muốn về vua về màu sắc thì các bạn làm như vậy. Thế còn không đi công trình hoặc là vẽ muốn nhanh thì nên mua những cái loại màu cơ bản người ta pha sẵn đi rồi. Còn phối màu như công thức này thì phải học đấy, học lâu đấy. Trong trường kiến trúc người ta còn dạy có khi cả một kỳ để chỉ để pha màu thôi. Pha 3 màu này để ra các màu khác là 1, 2, 3. Màu đây mình hay gọi là vàng chanh là 021. Với đỏ là 003. Ba màu này pha được cả triệu màu. Đây cái máy in màu đây chỉ có 3 cái ngăn đổ màu thôi, là chính 3 cái màu này. Đó thì về màu thì thôi các bạn, cơ bản là như vậy thôi. Họa phẩm thì cũng không có gì nhiều. Thế còn bạn nào mà muốn mua cái vải toan để mà vẽ ở nhà ấy, thì đây mình giới thiệu là người ta cũng sẽ bán, nhưng mà các bạn mà ship hàng ấy thì rất là khó để mua được nhiều. Mua ở cây thì nó nặng, mà chuyển hàng thì nó phí nó cao. Thì nên bảo người ta dọc cho các bạn muốn sở trường vẽ khổ bao nhiêu, 90, 60, 90 hay là 1 mét, mét rưỡi.
bao nhiêu thì các bạn yêu cầu bên bán sản phẩm người ta dọc sẵn, người ta quận lại xong là bọc giấy bên ngoài, xong gửi cùng với đóng hộp, gửi cùng với các cái đồ màu này, thì cùng một hộp thôi thì nó nhỏ gọn thì nó sẽ rẻ tiền ship. Còn mua cả cây hoặc là mua cuộn to nó cũng sẽ cồng kềnh và nó mất tiền ship nhiều. Thì bảo người ta dọc sẵn nhá, dọc sẵn cái khổ này này, còn cái xương này đừng có mua, xương này về bảo bên thợ mộc mà bên thợ mộc quê hay chỗ nào xưởng đóng khung ấy, tất cả chỗ đóng khung tranh thì người ta đóng được cái này, xương này về mình đóng kích thước sau đó mình căng lên đấy. Thì khổ thì bao nhiêu thì các bạn là tự mua nhé. Còn đây chủ yếu là mình hướng dẫn là đây là vẽ tranh tường, thì về mua màu này đoánh luôn lên tường chơi luôn. Thì cái vải này để vẽ thì cũng hay, vẽ thì để luyện tay rồi là ngồi trong nhà vẽ rồi đóng khung và treo mang cái tặng thì cũng rất là thuận lợi, rất là dễ. Thì có một cái là tranh này phải có mua thêm vải rồi xương này rồi mất tiền đóng khung rồi mua tiền khung, nó cũng lằng nhằng hơn nhưng mà vẽ được cũng hay đấy. Thì cái màu này nó vẽ cả lên tường cả cả lên vải đấy. Thì còn về giá cả cái này nó cũng phong phú lắm, cái loại rẻ nhất 25.000 một mét là một mét dài đấy, người ta tính mét dài là một mét dài, còn chiều cao của nó cái loại rẻ nhất như mình đang hướng dẫn mọi người đang vẽ xưởng ấy, loại rẻ nhất là cao 1m45 chính xác 1m45 thì người ta tính là tính mét dài. Tới còn loại toàn đắt nhất thì nó cũng phải rơi vào khoảng 200-300 một mét đấy, loại đắt bao bố của Nga của Nhật của Pháp gì gì đấy, mình cũng nói thật cũng chưa được dùng đâu, loại đắt quá đấy. Thì cơ bản đấy là chọn gói về họa phẩm này cho các bạn có thể bắt đầu vào cái sân chơi mỹ thuật là bắt đầu vẽ. Thì đấy là cơ bản những màu đầy đủ rồi, bút rồi những cái gì cần thiết nhất là mình đưa vào rồi thì các bạn sẽ phải mua. Nếu mà thiếu những cái thứ này thì sẽ khó khăn đấy, vẽ nó nhiều cái nó phải dùng đến là khó khăn lắm đấy. Thì các bạn chú ý thì mua ở đâu cũng được, mua tại vì mình không bán mà mình chỉ giới thiệu thôi, cái chỗ mình hay mua buôn thì các bạn mua ở đấy thì cứ giới thiệu, nói là lần cuối là cứ giới thiệu là bên Mỹ Thuật Việt giới thiệu đấy, cái ảnh đưa ảnh cho người ta xem đấy, bảo mua cái bộ như này bao nhiêu tiền một nọ màu, bao nhiêu tiền một bộ bút, thì các bạn trao đổi trên điện thoại hoặc là Zalo hoặc Facebook đấy là tùy các bạn rồi. Ok, mình xin kết thúc video này ở đây, hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Hôm nay mình cũng tranh thủ, tại vì cũng đang biên soạn cái video để đưa vào nhóm, tranh thủ thôi, chắc là 1-2 ngày tới này có khóa học mới rồi. Thôi xin chào các bạn nhé.